Đó là ông Hội, ba của Nhật Linh đó bác. Kia, kia là đứa em trai tự kỷ của Nhật Linh đó bác. Thôi con đưa bác tới đây rồi, bác vô đi chứ con không vô đâu, con ngại lắm. Thôi được, con đưa bác tới đây là bác cảm ơn rồi. Con ngồi đây chờ bác hãy. Dạ. Bà muốn mua dừa hả? Không, tôi tới đây gặp cha con Nhật Linh, không phải tới để mua dừa. Tôi là cha con Linh đây. Bà tìm tôi có chuyện gì? Ông có thể mặc áo vô rồi nói chuyện với tôi có được không? Đây là nhà của tôi. Bà không có quyền ra lệnh. Nói nhanh đi, bà cần gặp tôi có chuyện gì? Quả là thiên hạ đồn không sai. Có tận mắt chứng kiến mới thấy được sự thật. Ông quả thô lỗ cọc cằn, mần rắn mà dạy dỗ được con cái. Linh. Dạ dĩ. Mình biết hết chuyện của Linh và Hoàng Hải rồi. Ghé quán cà phê mình nói chuyện một chút được không? Bây giờ mình không muốn gặp ai và cũng không muốn nghe gì nữa hết. Dĩ về đi, mặc kệ Linh. Sao Linh tự làm mình đau như vậy? Nếu không được thì buông tay. Dằn vặt đau khổ cũng đâu giải quyết được chuyện gì đâu. Nè bà kia, tôi không cần biết bà là ai, bà giàu có cỡ nào, nhưng bà mở miệng xúc phạm tôi một lần nữa, tôi quăng bà như quăng trái dừa này ra ngoài đường, hiểu chưa? Ông Tường, tôi muốn đứng trong căn nhà nhập vụ của ông làm sao? Tôi tới đây để nói cho ông biết, liều mà giày lại con gái ông đi. Đừng để nó đeo bám dù dỗ con trai tôi. Đi đòi đeo chân hạt sao? Đi! Cậu tới nhà Linh gấp đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Dạ, thưa bác. Con kìa. Ba. Mày về đây đúng lúc. Mày làm cái gì? Hả? Mà để cho người ta tới đây chửi bới tao. Dạ. Chửi bới cha mày. Dạ, thưa ba. Tôi biết, nếu tôi không tới đây nói rõ với cha con cô thì cô không từ bỏ âm mưu của cô. Cô vẫn đang tìm mọi cách để quyến rũ con trai tôi. Mục đích chỉ mong thoát khỏi cái ổ chuột đi, đúng không? Dạ. Thưa bác, sao bác lại nghĩ về con như vậy? Tôi nói sai sao? Nhìn giá cạnh của cô như ri. Tôi đã hình dung rõ mục đích của cô khi đến với con trai tôi là chi. Đúng là mẹ nào con nấy. Trời ơi!
Mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà để người ta sỉ nhục cha mày vậy hả? Mày vừa lòng chưa? Tao, tao giết mày! Tao giết mày! Ổn nạn! Mày chết đi! Bác ơi, bác buông ra đi bác! Chuyện bác mình tỉnh lại đi! Bác ạ! Thôi đi bác! Bác cứ như vậy mà! Con xin bác đó! Cái gì vậy? Giật Linh! Ổn tôi! Linh! Buông ra! Buông ra! Thôi! Mấy người đừng có chen cho chuyện gia đình tôi! Để đưa dạy con tôi mà! Mẹ! Mẹ làm cái gì ở đây vậy? Đi bác! Xin bác ạ! Con bác vô ngủ đi! Nghe! Con đưa bác vô ngủ nghe! Buông tao ra! Để tôi giết chết cái đứa con gái hư hỏng này! Bác ạ! Mấy chừ! Con biết vì rằng mà mẹ lại phạt bội cuộc hôn nhân này của con chưa? Con nhìn đi! Cái loài người vô học này! Làm xui với gia đình mình không? Ơi, bà kia, tôi cũng nói cho bà biết, có làm xui với chó thì tôi cũng làm, chứ tôi không làm xui với bà đâu. Bà đừng có ý thế giàu sang mà mặc sang người khác. Cút đi, cút ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ, mẹ về nhà đi, con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Cô đã nghe điếc lỗ tai chưa? Mẹ có chết, mẹ cũng không làm xui về cái loài người này, nghe chưa? Thôi mà mẹ, mẹ về nhà đi. Rằng con đối xử với mẹ như rửa hại. Thôi mà. Mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này cho con, ngô nghe chưa? Mẹ về. Buông ra! Buông ra! Xin bác mày buông tao ra! Bác bình tĩnh lại đi bác. Tao cấm mày. Tao cấm mày từ đây giao du với hạng người đó, nghe chưa? Đi vô nhà. Vô nhà đi. Đi. Con xin lỗi bác do những gì mẹ con đã nói. Con xin bác đừng ngăn cấm con và Nhật Linh yêu nhau. Con sẽ cố gắng thuyết phục mẹ con. Uống ra. Thôi mà bác. Thôi mày. Đi vô nhà. Cậu cút đi. Cút ra khỏi nhà tôi đi. Tôi mà còn thấy cậu lén phải với con gái tôi, đừng trách thì đừng trách tôi, nghe chưa? Con sẽ không đi, trừ khi bác tha thứ cho con và chấp nhận mối quan hệ của con và Nhật Linh. Cái loài người vô học này có sự làm xui với gia đình mình không? Tha thứ? Tha thứ hả? Tha thứ? Tha thứ? Kìa bác, bác. Thôi đi mà bác. Bác à, bác bình tĩnh lại đi. Mày đừng tưởng gia đình mày giàu có, mày ngang ngược muốn làm gì thì làm sao. Đi, đi ra khỏi nhà tao. Bà ơi, con xin bà, bà cứ đánh con đi, bà đừng có đánh anh Hải. Anh không có tội gì khi anh yêu con hết bà ơi, con xin mày, bà. Mày còn dám binh nó nữa hả? Cậu, buông tôi ra. Cậu không buông ra tôi cắn lưỡi tôi chết bây giờ. Bà ơi. Một là mày bước vô nhà, hai là mày cũng coi theo nó. Đi vô nhà, đi vô, đi vô. Anh Hải. Đi vô. Bà ơi. Hải à, bà ơi. Cậu về đi. Giờ bác ấy đang nóng giận, sự cố mặt của cậu chỉ làm cho Linh khó xử thôi. Hải à, nhưng mà cậu về đi, để mình xử lý cho. Sau 2 năm về làm việc ở ngân hàng, trong lần đại hội cổ đông này, mọi người đã tin tưởng, nhất trí bầu Hoàng Hải con trai tôi vào chức vị tổng giám đốc ngân hàng. Cổ phần đầu tư của tôi tại đây đã chuyển nhượng tất cả sang cho con trai tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ ở vị trí cố vấn. Mong các cổ đông và các anh chị em nhân viên hãy cùng kề vai sát cánh với Hoàng Hải, đưa ngân hàng của chúng ta phát triển ngày càng vững mạnh hơn. Kể từ hôm nay ngồi ở vị trí mới, trách nhiệm của tôi sẽ càng nặng hơn.
Rất mong tất cả các cô chú cổ đông cũng như anh chị em nhân viên cùng tôi đồng hành đưa ngân hàng Minh Tâm tiến tới một bước đột phá mới trong ngành tài chính ngân hàng. Việc đầu tiên tôi muốn làm là thay đổi tên của ngân hàng cho phù hợp với xu hướng hiện đại. Ngân hàng Minh Tâm sẽ chính thức đổi thành MTBank. Về mặt luật pháp, bên bộ phận kinh doanh sẽ chuẩn bị làm hồ sơ để đăng ký đổi tên. Về mặt nhân sự, sẽ có thay đổi ở một số bộ phận quan trọng. Vậy hả? Công nhận chị làm đẹp quá bà ha. Đẹp chứ chị. Đẹp thiệt. Công nhận nha, những cái món ăn bà làm nhìn bắt mắt, lại ngon như là ở nhà hàng 5 sao luôn vậy đó. Cô đã từng tới ăn ở nhà hàng 5 sao chưa? Mừng rằng cô biết được tôi nấu ăn ngon và bắt mắt. Bà cứ hay nói giỡn, con đây sao mà được đi ăn nhà hàng 5 sao chứ? Tại vì nhà tivi cho nên con mới biết đó. Ngon và bắt mắt còn chưa đủ đâu. Tôi lo nhất là cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm đó. Cho nên mỗi lần nhà có tiệc tùng chi, tôi muốn tự tay nấu ở nhà cho đã đảm bảo vệ sinh. Bà cho con hỏi nè, bữa nay có phải là bữa tiệc mừng cậu chủ nhà mình lên chức tổng giám đốc ngân hàng không bà? Vợ chồng tôi chờ ngày ni đã lâu rồi. Giao lại sự nghiệp cho thằng con duy nhất, cha nó có thể nghỉ ngơi dưỡng già. Thôi lo chuẩn bị đi, khách sắp tới rồi đó. Dạ. Chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Đầu tuần sau sẽ triển khai kế hoạch cụ thể đến từng phòng ban trong phiên họp kế tiếp. Tôi xin phép. Chào con. Chào anh. Dạ. Chào con. Dạ. Dạ. Chào con. Dạ, chào anh. Chúc mừng tân tổng giám đốc. Cảm ơn Duy. Hy vọng chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong công việc. Đương nhiên rồi. Kể từ bây giờ Duyên không phải làm việc với 100% công suất nữa, mà sẽ làm 120% công suất để giúp cho tân tổng giám đốc có thể đạt được tất cả những chiến lược táo bạo nhất mà mình đã đề ra. Cái này người ta gọi là song kiếm hợp bích đi. Hai đứa là bạn học, hiểu nhau hơn nên trong công việc chắc là sẽ hiệu quả hơn. Dạ. Duyên à, cháu phải cố gắng giúp Hoàng Hải nhiều hơn nữa nghe. Tất nhiên rồi, cháu tình nguyện mà, để giúp đỡ anh chàng hào hoa và đa tài này. Nè, chỉ phục vụ trong công việc thôi nghe. Còn những việc khác á thì mình xin từ chối, không dám làm phiền tới Duyên. Không, không phiền đâu, mình tình nguyện mà. Thôi, con nhanh lên, con về phụ mẹ để lo tiếp khách nữa kìa. Sắp tới giờ đón khách rồi đó. Để con về trước cô phụ bác gái. Ừ. Hẹn gặp lại ở nhà nha. Ừ. Xin phép bác con đi trước. Cái này người ta gọi là đuổi tình tình chạy, chạy tình thì tình theo đây. Con nhắm coi chống lại sự tấn công của cô bạn con trong bao lâu nữa đi. Trái tim của con á đã vĩnh viễn thuộc về một người, không có chỗ dành cho người khác, cho dù người đó là ai. Hải à, con với Nhật Linh chẳng lẽ hai đứa cứ sống như vậy hoài hay sao? Con còn biết làm gì nữa? Nếu không thuyết phục được mẹ để cưới Nhật Linh về làm vợ, con nhất quyết ở như vậy suốt đời. Ba mẹ chỉ có mình con thôi đó Hải. Con định để nhà mình tuyệt tự sao? Nếu ba muốn con lấy vợ, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, thì ba thuyết phục mẹ cho con cưới Nhật Linh đi. Cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc đây? Con cũng không biết, nhưng chắc chắn con sẽ không nhượng bộ mẹ trong chuyện này. Con yêu Linh và không có gì làm thay đổi được điều này. Ba nói tài xế đưa ba về nhà trước, con có chuyện quan trọng phải đi. Con sẽ tranh thủ về đúng giờ. Bữa tiệc hôm nay dành cho con đó, con đừng có về trễ nghe, mẹ con sẽ giận đó. Dạ, con biết rồi, con đi trước nha ba. Ba thừa biết con đi đâu rồi.
Xin chào cô giáo. Anh đến trễ có một chút mà không đón được em ở trường. Anh đâu có hẹn em đâu mà biểu em phải đợi. Anh có một tin vui muốn báo cho em biết. Mình đi uống cà phê một chút nha. Em đã là cô giáo dạy văn rồi. Vậy mà ba em vẫn còn quản lý giờ giấc của em như hồi còn đi học sao? Thôi được rồi, chỉ 15 phút thôi nha. Em còn phải về nấu cơm cho ba và thằng Kỉnh nữa. Ok. Em uống đi. Có chuyện gì vui muốn kể cho em nghe vậy? Hôm nay anh đã chính thức được bổ nhiệm chức tổng giám đốc ngân hàng Minh Tâm. Chúc mừng anh nha. Sau 2 năm làm việc và phấn đấu, anh đã tạo được uy tín nhất định với ba và một số cổ đông trong ngân hàng. Việc gia đình anh nắm giữ cổ phần lớn nhất trong ngân hàng cũng là một lợi thế. Nhưng điều quan trọng là tất cả mọi người đều đồng thuận và ủng hộ anh ở vị trí mới. Em tin là với tài năng của anh sẽ còn tiến xa hơn nữa. Dù anh có thành công hay tiến xa bao nhiêu nữa, nhưng nếu không có em song hành trong cuộc đời này thì mọi điều đều vô nghĩa đối với anh. Anh đừng có cố chấp rồi tự làm khổ mình. Từ lâu em đã biết là chúng mình sẽ không thể nào có kết quả. Nhưng mà em yêu anh, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà không đòi hỏi gì hết. Nếu như bây giờ anh quyết định lấy vợ, em cũng sẽ không oán trách anh. Không, người mà Hoàng Hải cưới về làm vợ chỉ có một người, đó là cô giáo Nhật Linh. Chỉ cần em đừng rời xa anh, hãy nắm chặt tay anh và tin tưởng ở anh, nhất định một ngày kia tụi mình sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Chào anh. Dạ. Mời anh. Dạ được rồi. Bác thiệt là khéo tay. Cắm hoa cũng đẹp, nấu ăn thì quá ngon. Ai mà may mắn được về làm dâu nhà bác sẽ được học nhiều bí quyết của bà mẹ chồng này. Con nói từ chuyện ni bà càng thêm buồn. Thiệt thằng Hải nhà bác, không biết là nó ăn phải bùa mê thuộc lộ chi của con bé kia mà mai mối bao nhiêu đảm, nhất định không chịu cưới. Bác đừng lo, con nghĩ là anh Hải sớm muộn sẽ nhận ra điều đó thôi. Mà con cũng thấy như vậy, sống cùng một nhà mà không cùng đẳng cấp với nhau thì cũng khó mà dung hòa được. Bác cũng nghĩ như con nữa. Vì vậy bác mới phản đối chuyện nọ với lại con bé nhà nghèo kia. Có thiếu chi người mà cứ đấm đầu vào cái thứ không ra chi. Như con chẳng hạn, hai đứa chơi thân từ mô tới chư. Gia thế nhà con với nhà bác mới xứng làm xui với nhau chứ. Nói thật thì được làm dâu nhà bác cũng là ước mơ lớn nhất của con. Thật sự con thương anh Hải cũng từ lâu lắm rồi, mà cái bóng của Nhật Linh quá lớn cho nên con không có cơ hội. Duyên à. Dạ. Cháu ra ngoài phụ với bác tiếp các cổ đông ngân hàng nghe cháu. Dạ. Ủa, sao giờ ni thằng Hải vẫn chưa về? Tôi đâu biết gì. Nó nói đi công việc một chút rồi về ngay mà. Hôm nay là ngày quan trọng của nó, răng nó lại làm như rửa.
Ông điện thoại cho nó liền đi. Để tôi gọi nó liền. Bác đừng lo, con nghĩ là anh Hải cũng sắp về rồi. Thôi bây giờ để con ra ngoài, con phụ tiếp khách cùng với bác trai. Xin chào. Quang ngân hai ông bạn thân tới nhà. Chào người đẹp. Cha, hôm nay ra dáng bà chủ quá hả? Đang cố gắng như vậy thôi. Vì trước hay sau gì mình cũng sẽ ở vai trò này mà. Ok, chúc người đẹp mau chóng đạt được ước mơ. Cảm ơn. Ở chơi tự nhiên nha, mình ra tiếp khách. Thấy trong người sao rồi? Hay là ngày mai con nghỉ dạy một buổi, con đưa ba đi khám nha. Khám cái gì mà khám? Thôi mặc kệ tao đi. Ba ơi, dạo này sức khỏe của ba yếu lắm, ba phải đi khám mới biết bệnh mà trị chứ. Chứ bây giờ ba cứ nằm vậy hoài, con không biết làm sao hết á. Khám? Nó lòi ra bệnh, lấy cái gì mà chạy chữa? Tại nó sống ngày nào ai ngày đó đi. Ba đừng có lo. Bác quá con đi mượn, cùng lắm mình sẽ bán cái nhà này đi, rồi mình ra ngoài mình sẽ thuê cái phòng trọ mình ở. Miễn sao ba mạnh khỏe mà ở với tụi con là được rồi. Con chết cũng không bán cái nhà này, dù là cái chòi cũng là của ông nội mày để lại. Đừng có khuyên can nữa, đi. Đi lo cơm nước cho thằng Kính đi. Dạ. Bạn nhà rồi. Hai đứa bay ở đâu? Bạn nhà rồi. Là người đó về tìm con, biết tìm ở đâu? Kính ơi, Kính ơi, Kính, em đâu rồi? Sao em ngồi đây mà hai gọi em không lên tiếng vậy hả? Thôi vô nhà với hai nha, ngồi ngoài này nắng lắm đó. Đi. Vô. Rất vui khi hai cậu đã có mặt chung vui với mình. Chúc mừng cậu. Cảm ơn. Vậy chừng nào cậu mới quyết định về với mình? Mình đã làm đơn xin nghỉ bên ngân hàng KDB Bank rồi. Chờ có quyết định, mình sẽ vô công ty của cậu làm. Mình đang để dành cho cậu một vị trí rất tốt ở MT Bank. Bạn bè học cùng ngành, về làm việc với nhau chắc chắn sẽ ăn ý hơn. Vì vậy mình mới kéo cho bằng được cậu ấy về. Còn cậu, biết đâu sau này chúng ta lại kết hợp với nhau ở một lĩnh vực nào khác thì sao? Có thể lắm chứ. Nếu như Mỹ đang tiếp cận công việc kinh doanh bất động sản của gia đình, tôi sẽ không có lớn các anh đâu. Nếu sau này MT Bank mở rộng thêm lĩnh vực bất động sản, cảm ơn. Tụi mình lại có dịp hợp tác với nhau. Vô. Xin mời. Cho mình tham gia với. Vô 100% nha. Vô. Trước mắt cả. Thôi Hải đừng uống nữa, Hải say rồi. Mình không say đâu, đừng lo cho mình. Duyên tiếp mạnh và gia dĩ giúp cho Hải. Ta sẽ ngồi lại cùng nhau.
Xin lỗi, mình qua tiếp các cụ một chút. Dạ, con xin mời các bác. Dạ mời. Anh chị thiệt là mãn nguyện. Có cậu con trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang, con cái nó gánh hết được công chuyện gia đình đó chị. Chừ tôi cũng chưa an tâm lắm đâu chị ơi. Chừng Mô Hạnh lập gia đình, yên bề gia thất thì tôi mới mãn nguyện được. Dạ. Chuyện này thì cũng đâu có khó gì với chị. Cậu Hoàng Hải là mẫu người lý tưởng của các cô gái thời nay. Lựa chọn một đám mơ ý để cho tụi nó cưới nhau thì anh chị cũng đã mãn nguyện rồi đó. Thiệt không đơn giản như mọi người nghĩ mô. Bác không có người đi theo sao? Tôi cần gặp người nhà của bác. Dạ thưa bác sĩ, có gì thì bác sĩ cứ nói với tôi đi. Bác uống rượu nhiều quá, gan của bác hư hết rồi. Hay nói cách khác á, bác đã bị ung thư giai đoạn cuối. Bị vậy thì tôi còn sống được bao lâu nữa bác sĩ? Nếu bác chịu nhập viện để chữa trị thì cũng còn kéo dài được một thời gian. Còn không á, thì bác không còn thời gian bao lâu nữa. Bác cầm cái này về thông báo với người nhà. Nếu được thì ngày mai vào làm hồ sơ để nhập viện. Ngày đầu tiên được nghỉ hưu, sao sung sướng quá, thiệt là thoải mái. Thấy ông ngủ ngon nên tôi không kêu ông dậy. Mấy chục năm canh cánh với công việc, ngay cả trong giấc ngủ cũng phải lo nữa mà. Giờ thì đã yên tâm giao lại cho thằng con rồi. Uống đi bà. Bà sao vậy? Bà không được khỏe hả? Tôi vẫn bình thường, nhưng có lẽ tâm trạng tôi khác ông lúc này. Ông có vẻ an nhàn, vui vẻ, nghỉ hưu. Nhưng tôi thì lo lắng. Bà lo chuyện gì? Ông không thể cái nhà ni vắng vẻ, thiếu tiếng cười của con nít. Trừ tôi với ông, hai vợ chồng già nhìn nhau suốt ngày, vui rắn được mà vui. Bà lại muốn nhắc tới chuyện vợ con thằng Hải chứ gì? Hai mẹ con bà cứ vậy hoài thì làm sao mà mơ được tiếng trẻ con ở trong căn nhà này. Chứ ông nói tôi phải làm sao? Đồng ý cho nó cưới cái đứa con gái không ra chi về làm dâu nhà ni à? Không sợ thiên hạ cười cho thủi đầu ra? Tôi không bênh Nhật Linh, nhưng bà kết tội con bé không ra gì như vậy là không đúng. Hiện thời Nhật Linh là một cô giáo dạy văn cấp 3, có tiếng là mẫu mực. Không thể chỉ vì nhân thân của người mẹ mà đi kết tội đứa con. Dòng nào thì giọng nảy thôi. Thằng Hải con trai mình là đứa thông minh, chững chạc. Chuyện nó chọn bạn gái tôi hoàn toàn yên tâm. Bây giờ mà nó chọn mấy cô chân dài thì tôi mới lo đó. Ông không phù tôi bạc ban con nữa, còn ai vua hùa theo nọ nữa. Mừng rắn tôi dạy được con.
Bà và tôi may mắn đã sống hạnh phúc mấy chục năm qua. Mình hãy vì hạnh phúc của con mà để cho nó có quyền quyết định cuộc hôn nhân của nó. Hơn nữa tôi biết thằng Hải nó rất yêu Nhật Linh, nó sẽ không chịu cưới ai khác về làm vợ đâu. Bà có hiểu không? Bà đồng ý nghe bà, cho con nó được cưới người con gái mà nó yêu. Chỉ cần con nó hạnh phúc, còn lại mọi thứ không có gì quan trọng đâu bà. Không lẽ trời không chịu đất, mà đất phải chịu trời à? Hôm nay có chuyện gì quan trọng mà chủ động hẹn anh cà phê vậy? Em có món quà này để tặng anh nè. Mừng anh thăng chức, chúc anh thành công mỹ mãn. Hai từ mỹ mãn của anh chỉ có khi em đã về bên cạnh anh. Em mong là anh nhận món quà này. Nó không có giá trị vật chất, nhưng nó là tấm lòng em dành cho anh. Cho dù nó là món quà gì đi nữa thì anh cũng sẽ rất trân trọng. Với anh, giá trị vật chất không thể nào so sánh được với những giá trị tinh thần mà mình có được. Em cảm ơn anh. À, anh mở ra coi có được không? Wow, đẹp quá, chắc chắn là rất hợp với anh. Em chỉ đủ tiền để mua loại đồng hồ này. Không quan trọng nó là đồng hồ gì, mà quan trọng nó là quà của em. Anh sẽ đeo nó mãi mãi bên mình, để lúc nào anh cũng cảm thấy có em ở bên cạnh anh. Em đeo cho anh đi. Có đến chết, anh cũng sẽ không bao giờ cởi nó ra. Đây là kỷ vật rất quan trọng trong đời của anh. Hai cho nè. Chị Hai, đói bụng lắm rồi phải không? Cảm ơn chị Hai. Ba ơi, ba sao vậy? Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba. Sao sốt dữ vậy nè? Ba ơi, ba ơi, ba có sao không ba? Đây là quyết định nâng lương cho một số nhân viên chủ chốt ở trong ngân hàng, đang chờ tổng giám đốc ký. À, Duyên cứ để đó đi, khi nào rảnh mình sẽ ký rồi chuyển nó qua cho Duyên. Tổng giám đốc. Đâu có cần nghiêm trọng dữ gì Duyên. Đúng là lên tổng giám đốc có khác. Dù là nhân viên hay là bạn bè thì cũng đâu đến mức mà không thèm nhịn tàn chút vậy. Không phải vậy đâu, vì mình mãi chăm chú giải quyết quá nhiều việc, không có hống hách như Duyên tưởng tượng đâu. Alo. Được, được, anh sẽ tới liền. Có chuyện gì vậy? Hải ra ngoài có chút việc riêng. Không lẽ là điện thoại của con Linh?
Ba em bị sao vậy? Em cũng không biết nữa. Ba bị sốt rồi xong ba xỉu luôn. Nãy giờ em gọi ba cũng không trả lời nữa. Vậy đưa bác đi cấp cứu đi. Để anh. Gì á? Đứa nào vậy? Cái gì mà om sòm quá vậy? Bác sốt cao đã ngất đi. Nhật Linh sợ quá nên gọi con tới. Bây giờ con sẽ đưa bác đi bệnh viện khám xem sao. Không cần đâu. Con mặc kệ tôi. Ba. Ba đồng ý để cho anh Hải đưa ba vô bệnh viện đi. Sức khỏe của ba dạo này yếu lắm. Ba cứ sốt rồi bị xỉu hoài à. Không có đơn giản đâu. Mấy người lô thôi. Tao chưa chết được đâu. Đứng dậy đi. Đi đi. Kính. Anh Hải. Vậy thôi, anh cứ về đi. Ba em không chịu nhập viện đâu. Chắc là ba mệt thiệt. Ba gặp anh mà không có la là may lắm rồi. Em hãy khuyên ba em vào bệnh viện khám đi. Anh thấy thần sắc của bác rất tệ. Nếu như không biết bệnh gì thì làm sao mà chữa khỏi. Em nói ba đi khám hoài à, mà ba đâu có chịu đâu. Em cũng không biết ba bị bệnh gì nữa. Nếu mà ba có chuyện gì, em và thằng Kỉnh không biết sống sau này nữa. Khuya rồi sao con chưa đi ngủ? À, ủa ba, ba chưa ngủ nữa hả? Ba ngủ rồi. Tối hôm qua uống nhiều rượu với mấy ông bạn già nên thấy khát dậy uống nước. Con mời ba. À. Hải à, con đang lo nghĩ chuyện gì phải không? Ba Nhật Linh sắp chết vì bệnh ung thư gan. Vậy sao? Lên ơi, lên, vô biểu. Dạ, ba gọi con. Ra gọi cái thằng kia vô đây. Dạ, ba ơi, là lỗi của con. Con gọi anh Hải tới là tại vì con lo quá. Con thấy ba bệnh như vậy nên con sợ. Ba có muốn chửi gì ba chửi con, ba đừng có la anh Hải nha ba. Nói nhiều quá. Tao biểu kêu vô thì kêu đi. Dạ, thưa bác cho gọi con. Lên. Dạ. Dắt em ra ngoài sao? Ba có chuyện muốn nói với cậu ta. Ba. Dạ. Cậu ngồi đi.
có chuyện nói với cậu. Dạ. Tôi biết cậu theo đuổi con gái tôi bao nhiêu năm nay. Nói cho tôi nghe, cậu có yêu con gái tôi thật lòng không? Dạ thưa bác, con yêu Nhật Linh rất nhiều. Vậy cậu sẽ làm gì nếu như mẹ cậu vẫn phản đối cuộc hôn nhân này? Con sẽ chờ đợi và thuyết phục mẹ con. Nhưng nếu mẹ cậu vẫn không đồng ý thì cậu tính sao? Con không muốn mang tội bất hiếu, nhưng nếu phải lựa chọn, con vẫn cưới Nhật Linh cho dù mẹ con không đồng ý. Tình yêu con dành cho Nhật Linh không có gì có thể ngăn cản được. Cậu nói như vậy thì tôi cũng yên tâm nhắm mắt. Sao bác lại nói vậy? Nếu bác có bệnh gì, con có thể mời bác sĩ tới chữa cho bác. Không chữa được, bệnh tôi không chữa được đâu. Tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác bị... Nói nhỏ thôi. Tôi không muốn con Linh và em nó nghe được. Vậy thì tôi có thể yên tâm mà giao con gái tôi cho cậu được không? Cậu có bảo vệ được nó không? Với một người cha sắp chết như tôi, tôi còn có thể làm gì hơn là gửi gắm con gái tôi cho một người đáng tin cậy? Bác hãy tin ở con. Con sẽ yêu thương và bảo vệ Nhật Linh suốt cuộc đời này. Nhưng trước hết, bác phải nhập viện đi. Bác sĩ sẽ chữa trị cho bác. Không cần đâu, đừng tốn tiền vô ích. Tôi cần cậu hứa chăm sóc hai chị em nó giùm tôi là tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Ba, con phải làm sao đây? Nếu như ba Nhật Linh chết, cô ấy còn phải để tang cha mấy năm. Con muốn làm đám cưới với Nhật Linh ngay để cho ba cô ấy yên tâm ra đi. Mấy ngày nay ba cũng đã nói chuyện này với mẹ con. Bà ấy có vẻ đã xui xui rồi. Ngày mai ba và con sẽ nói chuyện nghiêm túc với mẹ một lần nữa xem sao. Bây giờ nằm nghỉ chút đi ba. Sắp đến giờ, nhà trai người ta đến rồi. Đi, đi lấy bộ đồ cho ba thay. Dạ. Chỉ qua thăm nhà người ta thôi, ba đừng có căng thẳng quá như vậy. Mẹ, mẹ đi cưới vợ cho con, đâu phải ngày mẹ đi lấy chồng đâu. Sao mặt mẹ căng thẳng quá vậy? Bà đã thương thì thương cho trót.
mình hỉ xả hết mọi chuyện như vậy. Để con nó hạnh phúc, ba mà không vui, cả nhà làm sao mà vui. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã nghĩ lại cho con cưới Nhật Linh. Mẹ hãy tin con đi, Nhật Linh sẽ là cô con dâu hiếu thảo với mẹ. Nhất định hai đứa con sẽ chăm sóc cho mẹ chu đáo. Mẹ hãy cho Nhật Linh cơ hội nha mẹ. Ý cầu là ý trời, tôi mừng răng giảm cài. Kìa ba, ba đừng nói như vậy, tội nghiệp cho con. Mở cửa cho em đi. Anh làm gì mà hai ngày nay không ra khỏi phòng vậy? Anh có biết là mẹ lo lắng cho anh lắm không? Mẹ đang ở Hà Nội đó, mẹ điện thoại về liên tục sao anh không nghe máy? Thôi em đi học đây, trễ giờ rồi. Chiều em về á, anh mà không mở cửa là em phá cửa phòng đó nha. Dạ dĩ, mình bảo cho cậu một tin vui nha. Mẹ mình đã đồng ý cho đi hỏi cưới Nhật Linh rồi. Mình vui tới phát điên lên. Cậu là người bạn thân mà mình muốn chia sẻ đầu tiên đó. Cậu phát điên gì vui? Còn mình thì phát điên gì buồn? Mình cũng yêu Nhật Linh nhiều lắm không? Ông bây giờ cũng không nghe điện thoại của tôi nữa hả? Sao bây giờ ai cũng quay lưng lại với mình là sao? Trời ơi, tức quá! Cái gì? Dạ, thưa chị, em có sắp hồ sơ bên phòng kinh doanh gửi qua nhờ chị ký. Đi ra ngoài đi! Dạ. Dạ thưa anh. Dạ. Được sự đồng ý của anh, thông qua cháu Hải nhà tôi, hôm nay vợ chồng tôi có cặp rượu, cặp trà, bước qua để bàn chuyện trăm năm cho hai con. Dạ, cảm ơn anh chị. Không chê nhà tôi mà quá bộ đến đây. Tôi xin nhận lễ của anh chị, coi như chính thức cho hai cháu đến với nhau. Ba. Dạ. Dạ, vợ chồng tôi rất vui khi anh nhận lễ. Vậy xin hỏi anh, ở lễ hỏi và lễ cưới, anh có yêu cầu gì không? Không, tôi không yêu cầu bất cứ điều gì. Anh chị cứ tự quyết định mọi chuyện rồi báo lại cho tôi biết. Điều tôi mong muốn duy nhất là xin anh chị hãy dạy dỗ, yêu thương con gái tôi. Cuộc đời nó bất hạnh lắm, bất hạnh từ khi mới sinh ra. Thank you.
có mạo phạm gì đến chị, bỏ qua nha, bỏ qua cho cái thói thô lỗ của tôi. Xin chị hãy yêu thương, đừng ghét bỏ nó, tội nghiệp. Xin bác, lỗi chị. Bác đứng lên đi bác. Kìa anh Xuân, anh đừng có làm như vậy. Chúng tôi hứa với anh là sẽ yêu thương và chăm sóc Nhật Linh, coi nó như con gái của tôi vậy. Dạ. Đội ơn anh chị. Bà đó, đi từ từ thôi, đi nhanh có chừng té đó. À, bà. Ủa, ông, hôm nay đám cưới của cậu chủ mà sao ông bà về sớm vậy? Đang dự tiệc, bà bảo mệt nên về sớm. Bà thấy sao rồi? Có cần tôi đưa đi khám không? Tôi không sao. Vậy sao lúc ở tiệc cưới bà bảo bà mệt? Vì tôi muộn về sớm. Trời, bữa nay bà làm sao vậy? Hôm nay là ngày cưới của con, một ngày rất quan trọng mà. Tôi thấy ngựa mắt không chịu được. Một đứa con gái cũng ra chi như nọ, răng phải tổ chức một đám cưới lớn như vậy. Vì tiền của tôi, nó không xứng đáng. Bà đừng cố chấp như vậy. Con Linh là một đứa rất ngoan ngoãn, tư cách đạo đức không có gì đáng để chê trách hết. Đừng vì gia đình nó nghèo, đừng vì quá khứ của mẹ nó mà có ác cảm với con dâu. Tội nghiệp nó mà. Bà đừng làm thằng Hải con mình nó khó xử mà. Tôi không biết cha con ông thích con nhỏ đó ở điểm nào, cứ mở miệng ra là binh vực cho nó, coi tôi không ra chi. Bà cứ như vậy, làm sao con dâu nó ở nổi đây? Nhìn em cứ như là một thiên thần trong mắt anh vậy. Kìa anh, ngoài đường thì sao? Vợ anh có quyền hôn chứ, ai dám cản anh. Cưới được em về làm vợ là giấc mơ lớn nhất của đời anh. Anh muốn chìm vào giấc mơ này đến khi trăm tuổi. Em cảm ơn anh đã cho em một hạnh phúc quá lớn. Một điều không tưởng, chưa bao giờ em dám nghĩ là mình có được ngày hôm nay. Sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước khi em đặt chân về lập dâu ở nhà anh. Em hãy vì anh, vì tình yêu của chúng ta mà cố gắng sống hòa nhập với gia đình. Dạ, nhưng em sợ mẹ. Đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Cô lên đi, chuyện đất nước là của tôi, cô không cần phải đụng tay vô đâu. Chị để em phụ đi, ở nhà em làm quen rồi, ở không em khó chịu lắm. Anh đã chuẩn bị cho em một số áo ngủ rất đẹp, em có thích không? Em thích, nhưng mà em không có quen mặc mấy cái áo ngủ như vậy. Những chiếc áo ngủ như vậy sẽ làm cho em hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn trong mắt của anh.
rồi em sẽ quen với những điều này. Đêm tân hôn, anh muốn em mặc áo ngủ này. Hãy để cho chúng ta tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất ở trong đời nha em. Anh ra đi. Sao em lại khóc? Anh đã làm chuyện gì không phải với em hả? Dạ không, em xin lỗi, đã làm anh thức giấc. Nói anh nghe đi, sao em lại khóc? Em lo cho ba với thằng Cảnh ở nhà. Vậy mà anh cứ tưởng anh đã làm gì sai với em chứ. Em đừng có lo lắng quá, anh sẽ mướn người giúp việc, anh sẽ chu cấp tiền để nuôi ba và em trai của em mỗi tháng. Em yên tâm đi. Em cảm ơn anh đã vì em mà sắp xếp chu toàn mọi việc, nhưng mà em vẫn thấy lo. Thằng Cảnh từ nhỏ tới giờ nó không có rời xa em. Chắc là tối nay nó khóc nhiều lắm. Em đã sống vì mọi người nhiều rồi, còn cuộc đời của em nữa, em có quyền để tận hưởng chứ. Thôi, em đừng có khóc, em ngủ đi. Ngày mai anh sẽ đưa em về thăm nhà. Chị ơi,
nín đi con, đừng có khóc nữa con. Chị hai mới về thăm hôm qua mà. Con ơi ngoan đi, vài bữa nữa chị hai về. Thiệt là tội nghiệp con quá đi à. Nhưng mà vì sao biết làm sao bây giờ con. Thôi con nín đi ha. Vì đi chợ mua bánh bò về cho con ăn. Ông ơi, hôm nay ông muốn ăn cái gì? Để tôi đi chợ tôi mua cho ăn. Ăn cái gì cũng được. Cậu Hải với cô Linh dặn tôi á là chăm sóc cho hai người chu đáo. Ông cần gì á, ông nói tôi nghe. Tiền con rể tôi đưa cho chị, chi tiêu chợ búa hàng ngày. Chị nhớ, nhớ tiết kiệm nghe chị. Khỏi, khỏi lo cho tôi. Tôi sống kham khổ quen rồi. Thôi vậy để tôi tự lo liệu sắp xếp nghe ông. Chị hai ơi, chị hai về với em đi chị hai ơi. Trời đất, cô hai, cô đi nghỉ đi. Sao vậy chị? Chị này có người giúp việc, để em làm cho. Không có sao đâu chị, việc nhà nhiều mà, chị để em phụ cho. Nhưng mà học tôi để cho cô làm. Tôi cưỡi dấu về chứ không phải lượt ba hoang về cái nhà ní mô. Dạ con chào mẹ. Quẹt nhà phải cưỡi gập cái lưng xuống thì quẹt mới sạch được. Quẹt nhà long một long hai, hai con mắt ló ngọ trái ngoài đường. Mẹ, mẹ muốn ăn sáng món gì cô đưa mẹ đi ăn ha. Nhà ní còn nê còn nếp, muốn ăn chi á thì nấu ở nhà mà ăn, không có ăn cơm hàng chảo chờ. Vợ cậu không nấu được một bữa sáng ăn hay sao mà phải ra ngoài ăn. Hôm nay là chủ nhật mà, con trai bà muốn thay đổi không khí đưa cả nhà ra ngoài ăn sáng có sao đâu. Cha con ông thích thì cứ đi, tôi đâu có cấm. Cô nấu ăn kiểu chi mà mặn như người ta bỏ cả gánh muối vô nồi dự rửa. Dạ. Y, ngon mà bà, đâu có mặn đâu. Mẹ, vừa ăn mà mẹ. Vừa cái chí mà vừa. Nấu cho người già ăn á thì phải lạc hơn, muốn tăng huyết áp hay sao mà nấu mặn dữ nữa. Dạ thưa mẹ, lần sau con sẽ nấu lạc hơn. Thôi thôi ăn đi, nguội hết rồi. Lần sau con nhớ lời mẹ, nêm lạc hơn chút xíu nha con. Dạ con nhớ rồi. Dạ thưa ba mẹ, lẽ ra cưới xong tụi con sẽ đi hưởng tuần trăng mật, nhưng mà lúc đó vì kẹt mấy cái hợp đồng lớn cần con giải quyết nên tuần sau tụi con sẽ tổ chức đi chơi một chuyến với mấy người bạn thân. Có cần phải như rửa không? Đã qua rồi còn phải trăng mật trăng rằm chí nữa. Cần chứ bà, để cho con đó đi đi. Mà tụi con định đi đâu vậy? Dạ, tụi con định ra Long Hải. Vô đi, vô. Vô đi. Vô. 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 Vô.
Vĩ, hôm nay vui quá. Cậu chụp thêm vài tấm hình đi, để tụi mình làm kỷ niệm. À, được đó. À, để mình chụp. Hey, chụp chụp chụp. Nè, qua đây qua đây. Đây, qua đây lại lớn. Chờ 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 chờ. Từ từ. Vô vô vô. Rồi các bạn đổi chỗ đi. Đổi chỗ đổi chỗ. Rồi chụp tiếp nha. Chụp thêm vài tấm nữa nha. Rồi ok. Rồi. Anh lấy giùm em đi nước nha. Cảm ơn. Gia Vĩ, chụp cho hai vợ chồng mình một tấm, để sau này con mình nó thấy hai vợ chồng mình hạnh phúc như thế nào. Đúng rồi. Bỏ sát vô. À, chụp đi. Ghê nha, ghê nha. Đúng rồi. Uống đi. Ôm sát vô. Hôn đi. 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 Hay quá. Cảm ơn cậu nha. Vô. Rồi. Vô đi, vô đi. Vô. Vô. Em lành hả? Uống một ly cho nó ấm. Em đâu có biết uống rượu đâu. Hôm nay là ngày vui mà. Uống chút thôi. Em mà say á thì dựa vô cha anh. Uống đi, uống đi, uống đi. Phải uống hết đó nha. Uống đi. Uống mau đi. Người ta uống mà uống đi. Ta từ đi. Hết luôn kìa, hết luôn. Hay quá. Vậy có phải ngoan không? Giờ mặt em đỏ lên rồi kìa. Nhìn đẹp lắm. Trời ơi. Tự nhiên ghê chứ. Không ai nữa cho mình kiếm cặp đi. Anh sai rồi, đừng uống nữa. Đừng có uống. Còn lâu anh mới say. À, anh chỉ say em chứ. Hôm nay á, em phải cho anh nhậu tới bến. Anh vui lắm, em có biết không? Vô. À, vô. Nhất định á, tụi mình phải uống cho thật say. Về Sài Gòn á, ai cũng bù đầu với công việc hết rồi. Thì đâu có được cảm giác như thế này. Vô. Vô, 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 vô. 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 Uống hết nha. Không đó, không hết đi nha. Nãy giờ không hết rồi. Nếu em mệt quá thì về phòng nghỉ đi. Thôi, cảm ơn. Vậy em lên phòng trước, lát nữa lên sau nha. Thôi không biết uống thì lên trên kia ngủ đi, chứ ở đây hoài chán lắm. Mai mốt á nhớ học uống đi, uống được rồi á thì hẳn đi theo chồng. Đúng rồi. Em đi được không? Để anh đưa em về phòng. Em đi được mà. Anh cứ ngồi đi, để em tự. Thôi, để anh đưa em về. Em đi được mà, anh ngồi đi. Linh vô phòng nha, mọi người ngồi chơi. Thôi bà. Vô nghỉ đi. Cẩn thận nha em. Ừ, em biết rồi. Rồi, vô đi. Vĩ. Hết rượu rồi. Bây giờ cậu chạy ra, cậu mua thêm hai chai nữa. Ha. Trời sao không nói. Được rồi. Rồi, từ từ rồi nghe. Đợi mình chút. Không có đi nổi không vậy trời. Đỡ kìa. Cậu sao vậy? Cậu say rồi, cậu chạy xe không có an toàn đâu. Để mình đi cho. Để mình đi cùng với Hải đi. Giờ này ra chợ vắng lắm. Ok. Rồi về sớm nha. Đợi xíu nha. Đi từ từ nha. Được rồi. Ngồi xuống đi. Nè, nếu mà cậu mệt quá thì về phòng nghỉ đi. Mình không có mệt. Hôm nay mình uống tới sáng cũng được.
Cha, ghê quá vậy ta. Trong phòng mình còn mấy cây nem. Rồi. Đây mình vô lấy ra mời các bạn nghe. Ok. Hay quá. Vô lấy nghe. Các bạn chờ mình chút nghe. Có nem ăn, có nem ăn. À, nhanh nhanh nha. Đi cẩn thận nha. Ờ, biết rồi. Trong thời gian mà chờ mồi, chờ rượu về, thằng mấy mình hát cho nó sớm đi nha. Rồi. Ngẫu hứng lý qua cầu nha. Rồi, để tôi đợi, 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 đợi. Vô nè. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một dòng lòng xanh, một dòng sông xanh. Không biết Linh đã ngủ chưa ta? Xin lỗi em, Linh à.
vậy là sao vậy? Con sao vậy con? Đưa con xuống phòng y tế đi. Nhanh lên đi. Con không sao. Em về chỗ đi. Lực à, anh yêu em lắm. Con tôi dây. Anh yêu em lắm, em có biết không? Con tôi dây. Đừng. Em sao vậy? Nằm mơ thấy gì mà hét dữ vậy? Chỉ là mơ thôi mà. Nằm xuống ngủ đi em. Gì em? Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì ngày mai hãy nói đi em. Anh mệt quá. Thôi mình ngủ đi em. Nhưng mà anh... Dì ơi, mày là thằng khốn nạn. Mày có thể hại người con gái mày đã yêu như vậy hả dì? Chị Duyên, có chuyện gì mà em gọi chị gấp vậy? Dạ, ba mẹ em đi du lịch rồi, có hai anh em ở nhà à. Không hiểu sao, dạo này anh kỳ lắm chị. Kỳ là kỳ ra làm sao? Gia Vị vốn là người điềm đạm mà. Anh cứ giam mình trong phòng uống rượu hoài à. Thỉnh thoảng hét lên như người điên vậy á. Em sợ lắm. Chị là bạn thân của ảnh, chị giúp giùm em nha. Đưa chị lên đi. Dạ, đi chị. Anh hai ơi, có chị Duyên tới chơi nè. Mở cửa đi anh hai. Chị. Em đi ra đi. Gia Vĩ, mở cửa ra đi Duyên nè. Mở cửa ra đi, ông làm cho con Quanh nó sợ đó. Gia Vĩ, ông không mở cửa ra tôi kêu Hải với Linh tới đây phá cửa đó nha. Không, mình không thể gặp hai người này. Vĩ, Gia Vĩ. Em ra ngoài đi, để chị nói chuyện với ảnh. Dạ. Điên hả? Uống gì uống hoài vậy? Tôi biết là ông yêu Nhật Linh, nhưng mà bây giờ Duyên không tới được thì mình phải chấp nhận chứ sao. Như vậy là thất tình phải không? Chuyện còn tồi tệ hơn như vậy nữa. Ồ,
Ông tưởng là chỉ có một mình ông đau khổ thôi hả? Tôi còn đau khổ hơn vị gấp trăm nghìn lần. Tôi yêu Hoàng Hải. Mọi người ai cũng biết về chuyện đó. Tôi làm tất cả mọi việc vì người đàn ông đó. Tôi làm việc như một con điên cho người đàn ông đó. Chỉ mong có được người đàn ông mà mình yêu. Để cuối cùng thì Vĩ nhìn đi, tôi có được cái gì? Tất cả những gì tôi có chỉ là một con số không. Nè em, ăn đi bà. Cảm ơn Hải. Dạ. Con đeo cái chi ở trên tay rửa? Dạ, dạ đồng hồ vợ con mới tặng cho con đó mẹ. Con có biết cái đó thuộc loài rẻ tiền không? Đeo lên người chỉ làm mất giá trị thôi. Mẹ, giá trị vật chất á không nằm ở đây. Điều quan trọng á là con thích. Một tổng giám đốc ngân hàng mà xài đồ rẻ tiền, không sợ người ta cười cho thủi đâu à? Con phải xài hàng hiệu mới xứng với con. Thôi ăn cơm đi. Sáng hôm nay gia đình đông đủ, tôi có chuyện muốn bàn với mọi người. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói đi. Nè em, mẹ, con mời mẹ. Ủa, bà định bàn chuyện gì vậy bà? Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, chuyện quản xuyến gia đình muốn giao lại cho con dâu. Cho nên tôi nghĩ Nhật Linh nên nghỉ dạy để ở nhà chăm sóc cho gia đình. Ý mẹ con vậy, vợ chồng con tính sao? Dạ, mẹ cứ để cho vợ chồng con bàn bạc lại với nhau rồi báo lại cho ba mẹ biết. Chuyện có chí to tát mô mà phải bàn với bạc. Thì con dâu ra sao? Nói luôn bây giờ cũng được mà. Dạ, thưa ba mẹ, được làm cô giáo là ước mơ của con. Con hứa sẽ cố gắng chu toàn việc ở nhà. Con xin ba mẹ cho con tiếp tục đi dạy. Đi dạy ba cặp ba đồng để làm cái chi? Làm ông to ba lớn thì cũng nên đi. Lấy chồng thì phải biết thân phận, phục vụ gia đình nhà chồng. Mẹ à, tiền thu nhập của vợ con đúng là không có nhiều, nhưng vợ con đi dạy á là một công việc chính đáng. Mẹ, mẹ để cho vợ con đi làm nha mẹ. Bà, chuyện nhà đó có người giúp việc rồi. Con dâu nó còn trẻ mà, bà cũng nên cho nó ra ngoài làm việc đi. Tôi mới mở miệng ra nói của một câu mà cha con ông đã binh vực chằm chằm ra rồi. Nói rằng con dâu nó không lờn mặt với tôi. Coi kìa bà. Linh, Linh, em sao vậy? Ờ, vợ con sao vậy mẹ? Hay là con dâu có thai? Vợ con có thai? Ờ. Trời ơi, đã quá, con sắp được làm cha rồi ba ơi. Nè, nè, cái thằng này làm cái gì vậy? Từ từ, cẩn thận nha. Em vào đi. Để anh.
Được mấy tháng rồi con? Dạ, gần 2 tháng rồi ba. Thiệt vậy hả? Bác sĩ nói thai nhi rất khỏe. Nhưng cũng phải kiêng làm việc nặng ba. Vậy hả? Bà nhớ mua đồ bổ về để bồi dưỡng cho con dâu tôi nghe. Chuyện nhà để cho người giúp việc làm. Con Linh nó không được đụng tay đụng chân gì hết á. Phụ nữ mang thai là chuyện bình thường. Cha con ông làm chi? Như là nó đang mang lòng thai rửa. Việc chi mà cứng chiều dự vậy? Mẹ, con biết là mẹ có thành kiến với vợ con. Nhưng từ ngày về làm dâu nhà mình, vợ con cũng chứng minh cho gia đình mình thấy cô ấy là vợ hiền dâu thảo. Mẹ, mẹ nên rộng lượng cho vợ con một cơ hội. Nó nói phải đó bà. Dù gì cũng là người một nhà, tôi thấy con dâu là đứa chịu thương chịu khó, biết phép tắc, lễ nghĩa. Hơn nữa, giờ nó đang mang giọt máu nhà mình. Bà đừng có khắt khe với con dâu như vậy. Cái hòa khí của gia đình rất cần cho một người phụ nữ đang mang thai. Cha con ông nội rửa mà nghe được à? Hàng xóm nhìn vô, tưởng tôi là bà mẹ chồng độc ác. Tôi làm như vậy cũng là để giữ nề nếp gia phong cho cái gia đình đi. Rắn cha con ông lại trách móc tôi. Tánh mẹ con khó chịu như vậy, biết sao vậy? Ba chỉ thấy thương vợ con thôi. Nó ngoan hiền thật sự. Nhiều khi thấy mẹ con đối xử hà khắc với nó, ba rất là thương. Nhưng chỉ biết động viên nó ở sau lưng thôi. Con nhớ bù đắp cho vợ con nghe. Dạ, con biết mà ba. Thôi, vô phòng coi nó sao rồi. Đi xe hơi không quen, lại có thai nữa, chắc là nó mệt đó. Dạ. Em lại buồn nôn hả? Đi từ từ thôi. Cẩn thận nha em. Phụ nữ có thai, buồn nôn là chuyện bình thường mà. Em không có sao đâu. Em và con là cục vàng của anh đó. Chăm sóc và lo lắng cho hai mẹ con là trách nhiệm của anh mà. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Điều quan trọng bây giờ là lo cho con của mình. Anh biết mẹ rất khó chịu với em. Em cố gắng chịu đựng. Anh tin đến một ngày nào đó, mẹ sẽ hiểu ra và thương em. Còn anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Yêu đến phát điên lên được. Đi làm mà anh chỉ muốn được về nhà với em. Lúc nào cũng chỉ nhớ về em. Cảm ơn ông trời đã cho em được ở bên cạnh anh. Cảm ơn anh đã luôn yêu em. Dù cho bão tố có càng quét qua cuộc tịch của mình, anh vẫn sẽ bảo vệ cho em và yêu em hết kiếp này. Anh đã vì em mà làm rất nhiều việc. Không những chăm sóc cho em, mà còn cho cả gia đình em nữa. Ơn của anh, em có trả suốt cuộc đời, cũng không hết nữa. Vợ chồng không được nói chuyện ơn nghĩa với nhau. Anh chăm sóc cho gia đình em là trách nhiệm, là bổn phận của một người con rể.
Điều quan trọng là anh muốn em yên tâm, sống hạnh phúc với anh mà không còn phải lo lắng điều gì. Bây giờ thì em ngủ một chút đi. Chiều anh sẽ chở em về để báo tin vui cho ba biết. Mình có tin vui để báo cho Duyên biết. Nhật Linh đã có thai rồi. Chúc mừng Hải. Mình định chủ nhật tuần này á làm một buổi tiệc nho nhỏ, mời bạn bè tới nhà chơi chung với vợ chồng mình. Duyên nhớ tới nha. Nếu mà không có chuyện gì khác thì Duyên xin phép ra ngoài trước. À Duyên ơi, dạo này Duyên có gặp Vĩ không? Mình bận quá không gặp, nhưng có điện thoại. Mà sao cậu ấy không nghe máy? Vĩ đi du học rồi. Trời, đi lúc nào sao không báo cho bạn bè biết? Vĩ cũng không báo cho mình biết. Với lại Duyên đi sang nhà tìm thì em gái của Vĩ nói vậy. Thôi Duyên đi ra ngoài đây. Ừ. Cậu này tệ thiệt, đi nước ngoài mà không có chia tay với bạn bè gì hết. Không cảm tâm một chút nào hết. Con nhỏ đó có gì hơn tôi đâu mà nó được hưởng tất cả mọi hạnh phúc như vậy. Nè, ê cho tôi đắp cầu với. Ý gì đâu, đắp cầu đi, dễ có chạy người đá được. Alo, dạ con nghe nè, dì Sáu. Dạ, dạ rồi, con về liền. Trời ơi cô Linh, ông sốt cao lắm á. Có lúc lì bì luôn hà. Tôi nói ổng gọi cho cô á, mà ổng không có chịu. Tôi chờ ổng ngủ thiếp đi á, tôi mới dám gọi cho cô đó. Mày muốn có chuyện gì, dì nhớ gọi cho con liền nha. Dạ. Ba, ba ơi. Về đó hả con? Dạ, con nè ba. Ba thấy trong người sao rồi? Hay con đưa ba đi bệnh viện nha. Nè Sáu ơi, đã nói là đừng gọi cho nó, sao chẳng chịu nghe tôi? Ba, ba đừng có trách gì Sáu. Tại dì thấy là ba sốt cao quá, cho nên dì lo, dì gọi con về thôi. Ông sao đâu, ngày nào mà không sốt. Sốt rồi hả, lo làm gì. Về đi, về đi, để mẹ chồng con la con bây giờ. Dạ không sao đâu ba. Về con chỉ cần thưa là con qua đây thăm ba thì chắc mẹ con không la đâu. Người ta khó khăn với con. Con càng phải cố gắng ăn ở làm sao cho tốt. Đừng phạm lỗi lầm gì để người ta trách mình nghe con. Dạ, ba yên tâm. Gia đình chồng đối xử với con rất là tốt. Ba yên tâm nha. Bà cũng mong là được như vậy. Nè, bầu bì, đi tới đi lui cẩn thận nghe con. Về đi, về đi. Có gì Sáu đây rồi, ba không sao đâu. Em còn đâu rồi gì? Chắc nó ngồi ở sau hè hả cô? Dạ, vậy để con ra tìm em. Dạ. À,
Dạ, thưa mẹ, con mới về. Đứng lại đó. Cô đi giày ra hay là đi về trai mà chưa mời về tự nha? Dạ thưa mẹ, ba của con sốt cao cho nên con ghé qua nhà thăm ba con một chút. Cô về thăm cha hay đi về trai? Mừng rắn mà tôi biết được. Mẹ cô vốn dĩ là người đàn bà lăng loàn, bỏ con nhỏ mà chạy theo người đàn ông. Ai dám đảm bảo là cô không đi theo con đường đó? Dạ thưa mẹ, con không có. Bà, chuyện nào ra chuyện đó, đừng có đem chuyện người lớn ra dằn vặt con dâu. Nó sai chuyện gì thì bà la chuyện đó. Sao lại nói vậy? Tôi nói chi sai? Con nhà Tông không dụng lông thì cũng dụng cảnh. Cha con ông chồng mắt lên mà coi, đời khi mố bị sọt mũi rồi mới thấy. Thôi con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm con. Dạ con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Tôi không cần cô phải xin lỗi, chỉ cần cô biết bộ phận của cô nằm ở đâu mà cứ xử cho phải phép là được. Con đừng buồn, rồi có ngày mẹ sẽ hiểu con. Ba và chồng con luôn ở bên cạnh con. Dạ, con cảm ơn ba nhiều lắm. Lên phòng đi con. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ đã làm gì với những đứa con của mẹ vậy? Chúc mừng em, mẹ tròn con vua. Ba cảm ơn con đã cho ba một thằng cháu đủ để nối dõi tông đường. Dạ, con cảm ơn ba đã quan tâm con. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì để giúp em, nhưng cái chuyện sinh con anh không có làm được. Chắc là em mệt lắm phải không? Không, em có đau một chút, nhưng mà nhìn thấy con chào đời khỏe mạnh như vậy, bao nhiêu đau đớn cũng mất tiêu hết rồi. Anh đã gọi điện báo cho mẹ, mẹ vui lắm. Chút nữa mẹ vào cho cháu nội liền à. Lát nữa anh gọi điện thoại báo cho ba giùm em luôn nha. À, ba ơi, vợ con sinh con trai rồi. Dạ, hai mẹ con đều khỏe hết, mẹ tròn con vuông. Dạ, con báo cho ba biết, mai con chạy về để rước ba vô thăm cháu ngoại nha. Dạ dạ, con chào ba. À, ba, hả? Con sẽ đặt tên cho thằng nhóc này là Thành Thiên. Thành Thiên hả? Thành Thiên có nghĩa là vua trời. Nhất định nó sẽ là một người đàn ông hoàn hảo. Sau đại hội, chúng ta cải cách một số hệ thống làm việc nội bộ trong ngân hàng, cũng như bổ nhiệm một số chức vụ mới quan trọng. Tôi xin đọc quyết định bổ nhiệm đã thông qua hội đồng quản trị.
Cô Duyên hiện thời được bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc phòng giao dịch của ngân hàng. Anh Mạnh, trưởng phòng quản lý rủi ro của ngân hàng. Hôm nay là ngày thôi nôi cháu nội đích tôn, sao bà không vui vậy? Đây không phải lần đầu tôi nghe câu này. Có rất nhiều người nói về tôi. Chứ ông nhìn đi, thằng nhỏ này có chi giống con trai của mình. Bà đừng có nghĩ ngợi lung tung. Nó là con trai của thằng Hải. Không giống cha đó thì giống ai? Ông đừng có cố chấp. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, mà cha con ông đâu có nghe tôi đâu. Mẹ nào con nãy có chỉ mô mà là. Bà đừng có nói vậy. Con dâu nghe được nó buồn. Về tư cách đạo đức, tôi không nghi ngờ gì con Linh hết. Nó là một cô giáo mẫu mực, ngoan hiền. Vậy thì ông giải thích cho tôi đi. Vì rằng thằng nhỏ không giống cha, cũng chẳng giống ông nội của nó. Với những vị trí bổ nhiệm mới và một kế hoạch làm việc chỉnh chu, tôi hy vọng sẽ tạo được một không khí làm việc đầy hưng phấn, năng động cho ngân hàng MTBank. Rất mong toàn bộ nhân viên của ngân hàng sẽ đồng tâm hợp lực đẩy mạnh sự phát triển của ngân hàng, để MTBank trở thành một trong những ngân hàng thương mại đầu ngành trong thời gian tới. Cuộc họp sẽ dừng ở đây. Các phòng ban quay về triển khai kế hoạch làm việc. Tôi mong rằng nhận được kết quả sớm để báo cáo ở cuộc họp cổ đông sắp tới. Rất mừng trong hệ thống làm việc của mình có hai người bạn học đóng ở những vị trí chủ chốt. Hy vọng các bạn sẽ là những cánh tay đắc lực giúp mình trong đại nghiệp này. Cậu cứ việc yên tâm đi. Ngoài công việc, tụi mình vẫn là bạn tâm giao chí cốt mà. Tụi mình sẽ đồng hành với cậu trong mọi việc. Mình xin nguyện suốt đời làm nô lệ cho Hải được không? Mình chỉ cần Duyên làm tốt công việc của mình. Đừng dùng tới hai từ nô lệ, coi chừng bị hiểu lầm đó. Chiều nay nhất định hai bạn phải có mặt ở tiệc thôi nôi con trai của mình nha. Bây giờ mình phải tranh thủ về sớm một chút. Nhanh thiệt. Mới đó mà thằng nhóc đã được một tuổi rồi. Cũng lâu lắm rồi. Mình cũng không có dịp họp mặt bạn bè thân thiết. Hôm nay mình mời đủ hết. Chỉ tiếc là vắng mặt gia vị. Kể cũng lạ thiệt. Cái cậu này từ khi ra nước ngoài tới bây giờ không thèm liên lạc với bạn bè lấy một lần nào hết. Hôm bữa mình có qua nhà Gia Vĩ chơi thì mới hay là cả gia đình đã bán nhà. Bây giờ tất cả mọi người đều đi sang định cư ở bên Mỹ. Ngay cả những người bạn ở trong thành phố này, vì công việc đôi khi cả năm còn chưa gặp nhau. Bây giờ cậu ấy ra nước ngoài, không biết tới khi nào mới gặp lại. Mời. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ủa? Dạ. Dạ. Chúc mừng. Mừng thôi nôi con trai mình. Cạn ly nha. Cạn ly. Nhìn thấy hai vợ chồng cậu hạnh phúc quá. Mình ganh tị quá. Chắc là sang năm mình phải cưới vợ rồi sinh một đứa con nữa. Nói được làm được nha bạn. Bạn kén chọn quá mà. Có cần mình mai mối cho không? Không cần đâu.
Cảm ơn nha. Trời ơi, sao con khóc vậy? Mẹ chăm kỳ quá. Cô Duyên lì xì cho con nè. Nhận quà đi con. Chúc con mau ăn chóng lớn nha. Chăm còn sao mà nó khóc quá vậy? Con ơi, mà sao nhìn mặt nó không giống Hoàng Hải tí xíu nào nha. Ba con là da trắng mà sao con da đen đen, giống ai vậy hả? Tại cô Duyên và chú Mạnh không biết thôi. Ông cố của mình lai ớn, nên con trai của mình có nước da này có gì lạ đâu. Đúng rồi, cháu đứt tôi mà giống ông cố như vậy á là tốt lắm đó. Nè, chú Mạnh lì xì cho con. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn. Thiệt ba mẹ làm cái chi mà không dỗ được con để cho hắn khóc hoài rồi không biết. Em tưởng anh ngủ rồi chứ. Em mắc rửa chén với mấy cô ở dưới, giờ mới xong đó. Hôm nay chắc là em mệt lắm. Dạ không. Thôi nồi của con mà, vui quá em quên hết mệt luôn. Ba bệnh không tới dự được, em có buồn không? Ba mệt mà, làm sao đi được. Anh, ngày mai em xin phép mẹ cho bọc con về thăm ông ngoại nha. Thôi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi, khuya rồi. Dạ. Linh à. Gì vậy anh? Không có gì. Thôi em đi tắm đi. Dạ. Chào ngoại đi con. Hôm qua thôi nồi của cháu, ba mệt quá, ba không đi được. Ở bên nhà có trách gì ba không con? Dạ không có đâu. Gia đình chồng con đều biết là ba không khỏe mà, cho nên là không có ai trách buồn như ba hết á. Chồng con đâu? Sao nó không về? Dạ bữa nay anh phải đi làm, con xin nghỉ phép mấy ngày để lo thôi nôi cho cháu, rồi con tranh thủ con qua đây thăm ba luôn. Lên đây chị với cháu về chơi kìa. Con ra chơi với cháu đi, ẵm cháu đi chơi đi. Làm cậu gì kỳ vậy? Lại đây với chị nè. Em coi á, cháu lớn chưa? Lại bồng cháu đi chơi đi. Giờ thì cậu ấy quen với tôi rồi, cậu muốn cái gì thì cậu tìm tôi hà. Nhưng mà có khi lên cơn á, nhiều khi cả ngày không nói câu nào hết trơn á. Dạ, vì sao? Vì dạ cầm thêm cô tiền để chi tiêu chợ búa nha. Cô ơi, tiền cậu hai đưa tôi tháng này còn mà cô. Dạ,
Dì Sáu cứ cầm lấy đi mà. Mua thêm quà bánh cho ba với em con nha. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Dì Sáu đã thay con tận tình chăm sóc cho ba với em con. Nói chứ cô đừng có lo, tôi đã coi nhà cô như là nhà mình lâu lắm rồi. Mà tôi nói thiệt nghe cô, tôi phục chồng cô lắm á. Cô chỉ là con rể thôi hà, mà cậu hai chu đáo với gia đình vợ hết sức. Tiền bạc cậu hai chu cấp hàng tháng không nói, mà lúc nào tới á, cậu cũng dặn tôi, nào là phải chăm sóc cho ba cô, em cô, để cô được yên tâm á. Dạ. Yêu mình nhiều như vậy vì mình mà làm tất cả mọi việc, kể cả chống lại mẹ ruột. Còn mình thì sao đây? Mình đã làm gì cho anh ấy? Nếu như đứa con này không phải là đứa con của Hải thì sao đây? Anh hứa với tôi là anh phải thật bình tĩnh thì tôi mới trao giấy xét nghiệm cho anh được. Dạ. Rất tiếc qua kiểm tra, anh và đứa bé không cùng chung huyết thống. Anh nhầm lẫn gì không bác sĩ? Không thể nào như vậy được. Kết quả xét nghiệm của chúng tôi là chuẩn quốc tế, với một đội ngũ chuyên gia cao cấp làm việc. Kết quả xét nghiệm ADN giữa cha và con xác định tỷ lệ huyết thống xác suất là 99,9%. Tại sao? Tại sao? Ôi, mẹ thương nha. Đến đi con, ngoan đi. Sao bữa nào khóc dữ vậy nè? Ôi, mẹ thương. Nè, đến đi con, ngoan ngoan nha. Ôi, mẹ thương. Ôi, chân thương cậu nè. Không biết sao mà bữa nay nó khóc dữ vậy nữa. Cô, bữa nay ông bà đi ăn đám giỗ, chỉ có cô cậu ăn cơm ở nhà thôi. Cô muốn ăn cái gì tôi nấu cho ăn. Anh Hải thích ăn hủ tiếu sườn lắm. Để lát nữa giỗ con xong rồi em xuống em nấu cho. Vậy để tôi đi chuẩn bị đồ cho cô nấu nha. Dạ. Ôi mẹ thương nha, thương nha mà cục cưng. À, ba về kìa. À, ba về rồi kìa, con nín đi nha. Ôi ba về rồi. Ông ơi ông có làm sao không vậy? Ông có cần tôi gọi cô Linh không ông? À, không cần đâu. Đừng làm phiền vợ chồng nó. Ông ơi, ông thấy trong người ông sao rồi ông? Nhìn mặt ông tệ lắm. Không biết. Không biết sao. Tim tôi đau thắt lại. Như có ai đang cầm dao đâm vào. No.
anh ơi. Anh. Anh nín đi cậu. Nín đi nhanh cậu nha. Thương này. Sao cô lại phản bội tôi? Thằng con quan ngoài kia là con của ai? Là con của ai hả? Cô trả lời tôi đi. Sao vậy? Đừng không sao đâu. Trời ơi, ông học máu vậy mà ông nói ông không sao. Tôi mà không gọi cổ về rủi, ông có chuyện gì cổ trách tôi thì sao? Không sao, lấy cho tôi ly nước là được. Dạ. Em xin anh hãy nghe em nói. Nghe xong anh có muốn giết em cũng được. Cô nói đi, cô đã cắm sừng tôi bao lâu rồi? Tại sao cô dám đối xử với tôi như vậy? Tại sao cô dám chà đạp lên tình yêu của tôi? Không có, em không hề phản bội anh mà. Em không có. Vậy thì cô hãy trả lời đi. Trả lời cho tôi biết, tại sao kết quả ADN cho thấy tôi và đứa con của cô không cùng chung huyết thống? Cô đang làm gì tôi vậy? Cô giết tôi đi. Em biết em đã có tội với anh. Đã bao nhiêu lần em muốn nói cho anh, nhưng mà em không có cơ hội. Và còn, em thấy tình yêu mà anh dành cho em, em sợ anh tổn thương
sợ anh đau khổ. Anh đừng có như vậy mà. Cô biết tôi đã yêu cô tới nhiều nào. Tôi đã bất chấp tất cả để đến với cô, ngay cả người mẹ mà tôi tôn thờ nhất. Tôi đã không nghe lời khuyên của mẹ tôi để chọn cô, vậy mà cô đã phản bội tôi. Cô còn sợ tôi tổn thương sao? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh đừng dội kết tội em mà tội nghiệp. Em sẽ kể cho anh nghe. Em sẽ kể một tai nạn mà mình không hề mong muốn. Tai nạn đó, anh có nhớ ngày mình mới cưới nhau không? Mình và mọi người đã đi chơi ở biển. Linh à, anh yêu em lắm. Cô Thư Giới, anh yêu em lắm, em có biết không? Cô Thư Giới, hãy chịu anh đi. Buông tôi ra. Chịu anh đi mà. Linh, buông tôi ra. Buông tôi ra đi. Chịu anh đi. Linh rồi. Sự thật lại bị gia dĩ cưỡng hiếp. Em không hề phản bội anh. Đứa bé không hề có tội. Em xin anh, hãy cho em một cơ hội. Em sẽ làm trâu làm bò suốt kiếp này để trả nợ cho anh. Trời cao có mắt, thằng bạn thân duy nhất của tôi và người vợ mà tôi yêu thương hơn cả bản thân mình, họ đã làm gì? Họ đã làm gì sau lưng tôi? Họ ngoại tình, họ ăn ngủ với nhau, để rồi sanh ra cái loại nghiệt chủng ở ngoài kia. Đây là kỷ vật duy nhất mà cô đã tặng cho tôi. Nó rẻ tiền, y như là con người của cô vậy. Thật là kinh tởm khi phải mang nó bên mình. Anh đừng có như vậy. Em xin anh cứ đánh em đi. Anh cứ mắng chửi em đi, nhưng anh đừng có hành hạ mình như vậy. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh có thể coi như là một tai nạn của đời em. Em vẫn yêu anh, em chưa bao giờ phản bội anh mà. Anh tin em đi. Tôi sẽ không bao giờ đụng vào cái thứ đàn bà thối tha lăng loàn như cô. Đánh cô chỉ giơ tay tôi mà thôi. Tôi sẽ ly dị cô. Anh ơi, đừng mà anh. Không biết vợ con có sao không? Nằm trong đó mấy tiếng rồi sao chưa tỉnh lại? Sao nó vô ý mà té cầu thang nặng dữ vậy? À, chào bác sĩ, tình trạng con dâu của tôi sao rồi bác sĩ? Cô ấy hiện giờ còn rất yếu, tuy nhiên may mắn còn giữ lại được cái thai.
Sao vợ con có thai con không báo cho ba mẹ biết vậy? Con cũng không biết nữa. Thai nhi mới được 3 tuần tuổi, có thể ngay cả người mẹ cũng chưa biết. Tuy không sảy thai nhưng tai nạn va đập cũng đã làm động thai. Gia đình cần nên lưu ý, sản phụ cần được chăm sóc đặc biệt.